Thực hiện phong trào lực lượng vũ trang tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới, những ngày qua, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hành quân dã ngoại giúp chính quyền và nhân dân xã A Roang, huyện A Lưới thực hiện các phần việc về xây dựng nông thôn mới. Theo đó, hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn 6, Ban Chỉ huy Quân sự huyện A Lưới phối hợp với đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân và người dân xã A Roang tiến hành thực hiện các phần việc gồm tổ chức nạo vét kênh mương nội đồng, đắp đê nặng dòng suối A Ho, thôn Krun A Ho và suối A Nghe, thôn A Ca, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân trong việc tưới tiêu đồng ruộng, phục vụ canh tác. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương tổ chức tổng dọn vệ sinh tại tượng đài liệt sĩ xã, các trường học và một số hộ dân khó khăn, gia đình chính sách neo đơn, người có công với cách mạng. Những ngày qua, thời tiết tại A Lưới hết sức khắc nghiệt, mưa rẽ kéo dài, nhưng với tinh thần tất cả vì nhân dân, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành công việc theo kế hoạch đã đề ra, qua đó tạo được niềm tin, tình cảm quý mến của bà con nhân dân dành cho bộ đội. Được sự điều động của cấp trên, chúng tôi có mặt tại xã A Roang để giúp đỡ bà con nhân dân ở đây. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, bà con ở đây mang nhiều tình cảm yêu thương đến cho bộ đội chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy rất là tự hào và phấn khởi khi được thực hiện nhiệm vụ tại địa phương ở đây. Trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, chúng tôi thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, sự phối hợp của lãnh đạo chính quyền địa phương xã Roang. Trong thời gian vừa qua, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 6 đã giúp bà con mở mới một con đường tại thôn Amin C9, đắp đập tràn tại thôn AK, giúp bà con sản xuất vụ đông xuân năm 2023. Ngoài ra, đoàn cơ sở phối hợp với đoàn xã A Roang tổ chức các nội dung chương trình phối hợp hoạt động thăm tặng quà các gia đình chính sách. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, giúp bà con nhân dân khắc phục khó khăn, nâng cao năng suất, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn và bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh. Qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.